Chào mừng các bạn đến với kênh Optinin của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cái bầy ốc núi ở ngoài vườn của mình. Bữa nay trời mưa khá lớn, giờ vẫn còn rắc. Mấy em ốc núi bò lên kiếm ăn quá chừng. Quay lại cho các bạn xem. Đây, ngoài đây chủ yếu là ốc bánh ú không à nha. Ốc bánh xe mình nhốt riêng một vị trí khác, lát nữa mình quay ốc bánh xe riêng cho các bạn xem. Đây, mình bỏ cái lá đu đủ á, đóng lá đu đủ nó bù lại nè này. Đây mấy trái sung chín, trái sung chín nó cũng là ăn lắm. Dài dài kia rất nhiều nha. Đây, bò đầy hết rồi. Sau lưng mình nữa nè, phải gầy sát sát thiếu nguyên các bạn mới thấy. Chỗ này nó bù lại cái cục cám một bầy luôn nè. Đó, chỗ nào mình rải cái cám trộn là nó bù lại nó ăn dữ lắm. Bò lên trên cái bà lết mình bỏ vô bò nó cùng á. Bữa nay mưa nó bò lên quá chừng. Giờ mình đi dài qua bên kia quay cho các bạn xem. Này đi phải cẩn thận để dẫm lên nó. Bò đầy hết nè, bò lên cây luôn. Này để mình qua cái chuồng ốc bánh xe mình quay cho các bạn xem. Đây là bò nè, ốc bánh xe giờ nó cũng tản ra. Có lộn một vài anh ốc bánh ú trong đây, lúc trong đó nó nhiều lắm. Này, đi qua đây, đây là bò ăn trên đây này. Bám lên đây luôn này. Đó. Đó, bám trên luôn nè.
Đây. Đang tập trung ăn này. Đây, dài trong đó nhiều lắm ha. Đây nè. Đây. Đó, nó tập trung nè. Mình bỏ qua một ít mấy con ốc bánh ú, nó cũng bò hạ đây, lộn mấy con ốc bánh ú. Để mình đi dài vào bên kia mình quay. Này, nó bò lên tới trên này luôn nè. Tạo cho nó một cái nhà để nó trú á. Lúc trong đó nó đang nó tập trung ăn cái cám trộn dục gì trong đó bu ở nè. Nói chung là nó bò đầy hết rồi. Quay sát sát xuống các bạn mới thấy rõ được nó chứ. Quay xa xa trên không thấy rõ đâu. Nè. Đó. Giờ nó bò tùm lum hết. Bò lên trên cây luôn nè. Đây, đây. Đây mình cũng làm một cái nhà mát cho nó bò lên trên. Rồi. Bò lúc lên cây luôn. Đó. Đang tập trung ăn ạ. Chỗ này thì nó bò tản tùm lum, không tập trung được. Mình có bỏ một trái mít trong
sắc ra mấy nay nó ăn cũng khá nhiều. Đây chỗ này tập trung khá nhiều rồi. Chỗ này nè, bù lại kia. Cái cục cam trộn này. Bò đầy trên đây. Xa nó bò lên trên cái bờ lết này. Đây. Xa là mấy để mình qua vào đây quay tiếp cho các bạn coi. Đây nè, chỗ này tập trung nhiều nè. Đó. Đây. Đang bu lợn ăn. Một số anh thì bám lên trên cái lưới cái đống này. Đây. Bám trên lưới cùng hết rồi. Giờ này bù thì mèo đây dưới chân mình đầy này. Đó. Đây, em nó ăn thì thương không hay nè. Trong đó đầy trong đó đó. Trong đó nó bò đầy trong này. Nhiều lắm. Đây. Em này nó chê mất nó ăn cam trộn rồi. Rồi chỗ này nè bò trên cái bờ lết đầy luôn. Đây, có hai anh vào phối luôn nè, nó đang vào phối đó. Đây. Thôi chào tạm biệt các bạn tại đây nha.